Xin chào các bạn, mình Hồng Huyên đây. Hôm nay mình đến với các bạn bằng một quyển sách mới có tên là All Marketers, The Liars, được viết bởi Seth Godin. Có 5 chương. Chương 1, mục đích marketing là kể một câu chuyện thuyết phục khách hàng. Ở chương 2, hiểu được thế giới quan của khách hàng của bạn là gì. Chương 3, phát triển câu chuyện của bạn sao cho đồng nhất với thế giới quan của khách hàng. Và chương thứ 4, chỉ những câu chuyện xác thực mới tác động đến khách hàng. Chương thứ 5, marketer, những nhà marketing không nên vượt qua ranh giới nói dối và thách thức, nói thật và nói dối. Tóm lại, hiểu sâu sắc khách hàng và xây dựng nên một câu chuyện xác thực đảm bảo rằng các khách hàng đều yêu quý sản phẩm của bạn. Những câu nói thách vô hại có thể giúp bạn phát triển công việc, nhưng đừng bao giờ nói dối. Khi tiếp cận khách hàng theo cách thành thật và ý nghĩa, bạn sẽ tạo được cầu nối khách hàng và tạo ra được lợi ích của cả hai bên. Tất cả các nhà tiếp thị là những tên nói xạo chuyên nghiệp. Và bí quyết để những lời nói xạo đó có sức hấp dẫn và làm cho cả thế giới tin tưởng, đây chính là những gì tạo nên một câu chuyện tốt: sự tận tụy và việc thực hiện hết mình của câu chuyện. Seth Godin đã mở ra những trang sách để đưa khán giả vào một thế giới marketing đầy huyền bí và nghệ thuật sức mạnh của ngôn từ, làm nên sự tin tưởng của nửa thế giới còn lại. Làm thế nào mà Fiji trở thành một nhãn hiệu nước đóng chai bán chạy nhất nước Mỹ dù nó là một trong những nhãn hiệu đắt đỏ nhất? Phải chăng nó dinh dưỡng hơn hay có mùi vị ngon hơn? Không hề. Fiji là kẻ chiến thắng nhờ chính câu chuyện mà cái chai đó kể. Đây là một quyển sách nói về việc thực hiện những điều khách hàng yêu cầu, vẽ nên những bức tranh rực rỡ, sắc màu mà khách hàng chọn để tin. Các tổ chức, từ những công ty phi lợi nhuận đến những công ty xe hơi, từ các chiến dịch vận động tranh cử đến các nhà sản xuất ly rượu, phải hiểu một điều rằng các quy tắc thay đổi trong một nền kinh tế mới mà phần lớn mọi người đều có một lượng lớn các lựa chọn và không hề có thời gian để cho những lựa chọn của mình, thì mỗi công ty là một tiếp thị gia và toàn bộ công việc tiếp thị là cách kể các cái câu chuyện. Các tiếp thị gia thành công khi họ kể cho chúng ta nghe một câu chuyện phù hợp với thế giới quan của chúng ta, một câu chuyện được chúng ta chấp nhận. Thật vậy, marketing là đi quảng bá ý tưởng, đôi khi đó là những câu chuyện và cũng có thể là phần lớn những lời nói dối. Marketing là về thấu hiểu thế giới và suy nghĩ của người tiêu dùng, thứ mà marketer nào cũng rất thành thạo. Một nhà marketer thành thạo sẽ là một nhà marketing giỏi. Trong cuốn All Marketers Are Liars, tác giả đập cho chúng ta một góc nhìn vào thế giới của marketing, về cách mà các marketer suy nghĩ và cách họ tạo ra những câu chuyện tác động đến đời sống của chúng ta là như thế nào. Mục đích marketing là kể một câu chuyện thuyết phục. Thật vậy, marketing hiệu quả là khi kể được câu chuyện khiến người khác tin vào nó. George Tridor hiểu về nguyên lý này rất rõ. Công ty của ông tạo ra những sản phẩm từ thủy tinh mà trong đó ly rượu uống là bán chạy nhất. Ông ta nói rằng mỗi loại ly rượu là một thông điệp tiềm ẩn vốn có thể được cảm nhận từ cái ly dùng để uống chúng. Câu chuyện của Rigel rất hiệu quả. Các nhà khoa học phải chứng minh không có gì đặc biệt từ những chiếc ly của ông ta so với những chiếc ly bình thường khác. Tuy nhiên, những chuyên gia về rượu và các fan trên thế giới vẫn nói rằng rượu họ uống ngon hơn khi dùng ly của Rigel. Đó là sức mạnh của marketing. Nó có thể thay đổi được mùi vị của rượu. Cách marketing của Rigel thành công trong xã hội hiện đại là vì người ta mua những gì họ muốn, không phải những thứ họ cần. Nhờ đó mà những người marketer có được lợi nhuận. Thử tưởng tượng một người phụ nữ mua một đôi giày sneaker Puma với giá $125. Cô ta không mua nó vì nó bền và làm chân cô ấy dễ chịu. Cô ấy mua nó vì đôi giày đó khi mang vào, cô ấy trở nên cool hơn, xinh hơn và đẳng cấp hơn. Cô ấy tin rằng cuộc sống và cái tôi của mình sẽ trở nên tốt hơn mỗi khi cô ấy mang đôi giày đó. Cái mà những marketers Puma đã bán chính là câu chuyện. Câu chuyện nói rằng cô ấy thật đặc biệt, nổi bật và thời trang.
Và nhiều người đã tin và đồng cảm với câu chuyện đó và góp phần phát tán câu chuyện đó. Vì vậy, nên nhớ nếu bạn có thể kể một câu chuyện tốt, bạn sẽ dễ dàng tiếp cận người tiêu dùng của bạn hơn bao giờ hết. Hiểu được thế giới quan của khách hàng là nội dung toàn bộ của câu chuyện. Bạn có thể phỏng đoán rằng mọi người trên thế giới đều chỉ mong muốn có thành công, an toàn, sức khỏe, tình yêu và hạnh phúc. Nhưng không đơn giản vậy, tất cả chúng ta đều không mong muốn một thứ. Mỗi cá nhân là một thế giới quan khác nhau, vốn được định hình bởi giá trị, định kiến chủ quan của mỗi người. Thế giới quan còn ảnh hưởng bởi cha mẹ, ngôi trường mà người đã học, nơi họ sống và những trải nghiệm khác. Thế giới quan khác nhau quyết định những câu chuyện nào mà họ sẽ tin hay không. Do đó khách hàng không ai giống nhau, nhưng đồng thời họ cũng không quá khác biệt. Những người có chung hoàn cảnh sẽ phát triển những thế giới quan giống nhau. Nhiệm vụ của người làm marketing là làm sao tìm ra những nhóm có chung quan điểm đó và kể những câu chuyện gần gũi dẫn đến thuyết phục họ hơn. Ví dụ, những bà mẹ mới sinh đều mong muốn con mình lớn khỏe và học hành thật tốt. Những người lực sĩ tin rằng thuốc bổ cơ thể sẽ giúp họ thành công nhờ con vào con đường ngắn nhất để có cơ thể khỏe mạnh. Như những nhà hoạt động môi trường, người tin rằng phát kiến khoa học tiếp theo sẽ giúp con người cứu cả nhân loại. Những nhóm người trên luôn muốn tìm và nghe những câu chuyện giúp họ củng cố quan điểm của họ. Thế thì phát triển câu chuyện của bạn sao cho đồng nhất với thế giới quan của khách hàng sẽ chiếm được cảm tình và tâm lý của khách hàng. Sau khi tìm hiểu về thế giới quan của khách hàng, bước tiếp theo là gì? Bước tiếp theo là bạn hãy tạo ra câu chuyện phù hợp với thế giới quan đó. Tác giả đưa ra ví dụ về Interstate Bakeries, công ty đứng sau nhãn hàng Twinkies và Wonder Bread đã tuyên bố phá sản khi thế giới quan của khách hàng họ thay đổi. Họ muốn sống khỏe hơn nhờ chế độ ăn low carb, nên không còn muốn cho con mình ăn sản phẩm đầy đường Twinkies nữa. Họ muốn thử thứ gì đó tốt hơn cho sức khỏe. Trong bối cảnh, General Mills đã chấp lấy thời cơ của sự thay đổi. Họ đã thay đổi sản phẩm và câu chuyện của họ bằng cách sử dụng 100% ngũ cốc nguyên hạt cho tất cả những sản phẩm siro của mình. Họ kể những câu chuyện rằng siro của họ tốt cho sức khỏe, vốn phù hợp với quan điểm của người tiêu dùng lúc đó. Điều quan trọng là tìm những nhóm khách hàng sẵn sàng lắng nghe vào câu chuyện của bạn. Chỉ những câu chuyện xác thực mới tác động đến khách hàng, bạn tin không? Chúng ta luôn đánh giá người khác dựa trên bề ngoài của họ, ngay khi cả điều đó là điều mà chúng ta không thừa nhận. Điều đó xảy ra rất thường xuyên và nhiều khi chúng ta còn không nhận ra. Là một marketer, nhiệm vụ của bạn là làm sao để khách hàng luôn có nhận định tốt về sản phẩm và sản phẩm của bạn ngay lần đầu tiên họ tiếp xúc. Là một marketer, không nên vượt qua ranh giới giữa nói thách và nói dối. Khách hàng ít khi dùng lý trí để mua hàng. Nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng khi ta mua một thứ gì đó vì chất lượng hay tính năng của nó, rằng chúng ta luôn sáng suốt khi sử dụng những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình để mua những thứ cần thiết giúp ta sống tốt hơn. Làm sao chúng ta có thể lãng phí vào những xu hướng nhảm nhí được? Vậy mà hơn 90% chúng ta quyết định không vì tư duy mà vì cảm xúc, các bạn. Tóm lại, hãy hiểu sâu về khách hàng của mình và xây dựng câu chuyện xác thực, đảm bảo rằng những khía cạnh của doanh nghiệp, nhân viên đến sản phẩm đều xác thực với câu chuyện của bạn. Dùng những câu nói thách vô hại để giúp bạn, nhưng đừng bao giờ nói dối. Khi bạn tiếp cận với khách hàng theo cách thành thật và ý nghĩa, bạn sẽ tạo được cầu nối với khách hàng và tạo được lợi ích cho cả hai bên. Nếu như bạn xem câu chuyện này hay thì hãy để lại comment và cho mình biết ý kiến của các bạn như thế nào nhé. Great marketers understand that consumers don't buy goods, they buy stories. Stories are so effective in marketing because the world is a complicated place, and the only way humans navigate it is by creating different narratives for different situations. We are often too overwhelmed to pay attention to details, so we use our stories as shortcuts to make life easier for us. Therefore, as a marketer, knowing how to tell great story is your key to profitability. If you frame your story right, people will readily accept your products and services and become fervent believer in your vision. In all marketers are like American author, teacher and entrepreneur Seth Godin in reviews how you can create a great story and sell them to the appropriate audience. Story are the only way to know
To spread an idea, marketers didn't invent storytelling, they just perfected sequencing. Các câu chuyện chỉ là cách mà chúng ta lan tỏa ra, và các nhà marketing không bịa chuyện, họ chỉ làm cho nó perfect, seem perfect, hoàn hảo và hoàn thiện hơn mà thôi. In most circumstances in life, humans tend to be irrational. This is especially true in marketing. People make snap judgment whenever they want to buy something or pay for a service, and the irrational choices are primarily influenced by the lies they tell themselves. People who like talking, the harmful zero have managed to convince themselves that granola is the healthiest breakfast. Likewise, customers who drink only bottled water strongly believe that the water coming out of the tap in their homes isn't good for their health. So, splurging on bottled water gives them joy and peace of mind. As a marketer, your journey to profitability starts when you accept this fundamental truth. People don't want to buy what you're selling. They simply buy what they want. Customers already lie to themselves. They do it all the time to make their lives easier and satisfy their desires. So it's your duty to take advantage of this fact by selling them stories. To get started, study your customer base to know the general worldview that each individual share. Once you're aware of their common bias, you can then frame your story in line with it. This is important because no matter how well your package, what you are trying to offer, people will still interpret it through their perception. Finally, always bear in mind that the price to pay for inauthenticity in marketing is very high, so feel free to use fib to enhance the delivery of your story, but never boost fraudulent and dishonest narratives. Try this: to win as a marketer, look for a group of people with the same worldview, then find a way to craft a story around the worldview to make sure that you're seen as authentic structure who your whole organization to match the same narrative. Once you're done, start telling your story to target the audience. It frames great. The people will accept this narrative, believe it, and repeat it.